Qua tiếng hát của anh Quang Thanh sẽ trở về với sân khấu, sẽ có những ca khúc của mình để gửi đến cho hai em, gửi đến cho hội hôn trong buổi trưa hôm nay. Nào, xin được trân trọng kính mời qua tiếng hát của anh Quang Thanh với ca khúc mà anh sẽ lựa chọn, ca khúc có tên gọi Hồ Trên Núi. Trân trọng kính mời anh và cảm ơn anh sẽ thể hiện ca khúc này. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Lên sân khấu thì tránh choáng say, say rượu thì ít mà say tình thì nhiều. Sân khấu của nhà rạp thì cũng hết sức là tuyệt vời rồi. Không có cơ hội, ca khúc tôi hát không có cơ hội để hôn camera như các ngôi sao đâu. Tôi chỉ hát bằng trái tim và tình cảm của mình. Và xin mời anh em nhạc công cùng với tất cả anh em nghệ sĩ, tất cả chúng ta cùng bắt lợn nhé. Chuẩn bị nào. Chúng ta sẽ lắng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, có tên là Tình Khúc 24. Yeah.
cho xin dành cảm ơn. Xin cảm ơn anh Quang Thanh rất là nhiều với phần giao lưu cũng kỳ là đặc biệt rất trong buổi trưa hôm nay.